Không để các bác chờ lâu nữa, hôm nay em Tuấn tiếp tục lên các món đồ đồng cho bác nhé. Đây là tất cả chỗ này là đồng giá 800k. Bác chú ý cho em nhé. Đây, đồng giá tất cả đây là đồng giá 800k. Đấy. Thì sau đây em sẽ đưa từng sản phẩm lên cho bác nhìn cho nó rõ luôn. Tất cả đây đều là giá 800k một sản phẩm. Em bắt đầu này. Đây, bắt đầu là rồng này, rồng nhá. Rồng các chú nhá, đây, rồng triệu tư. Yeah. Rồng nhá. Đấy, cao nó tầm khoảng độ gần 30. Rồng. Đấy. 800 đấy. À, cây kim tiền bằng đồng vàng hết nhá. Đồng vàng này, có ấn rồng, ấn đồng luôn này. Đấy. Bình bầu này, 800k. Nhá. Này, triệu bài. Này. Đấy. Tổng tập tất cả nhá. Bác nào đây? Tiền này, cây kim tiền rồi là buôn bán năm ngăn đất này. Đấy, còn đây lại còn cả cái gì đây? Cái hồ lô này, hồ lô tiền này, cái gì đây? 800k. Đó, cụ rùa kim quy, 800k. Cụ rùa chứ không phải kim quy, kim quy chứ. À, đôi kỳ lân này. Đôi kỳ lân này, 800 nhá. Cả một đôi, cái này phải đi một đôi mà, 800. Đây, bác nào bán cua bán ghẹ thì lên đây. Cua ghẹ nhá. Cua ghẹ 800k. Đồng vàng hết, tất cả dưới là cả thỏi tiền vàng. Xung quanh là ngồi trên thỏi tiền vàng luôn, cả thỏi vàng luôn. Đầu hươu hay đầu nai đế rượu đây, đựng để chai rượu vào đây. Này thì nó phải dài tầm gần 40. Cái điểm gian cao nhất. Đầu nai đế rượu. Nai đế rượu gì đây? Đấy. Đôi lục bình. À, đôi lục bình là long phượng này. Long này, phượng này. Long phượng bằng đồng hết nhá, long phượng. 800 một đôi này. Theo đôi hết. Đôi nhanh. Bác nào lấy sản phẩm nào chụp ảnh sản phẩm đấy vào gửi vào Zalo là 0911 169901 cho em. Chốt trên tin nhắn bác nhá. Bác gọi em không nhớ được hết đâu. Tiếp tục phải thuận buồm xuôi gió bác nhá. Chưa? Tiếp tục thuận buồm xuôi gió. Ok chưa? Bằng đồng này, cả một thuyền vàng này. Thuyền vàng lại trên cả một khối vàng. Thuyền vàng thuận buồm xuôi gió. Ok chưa? Đây, lên ten, lên hết cả ten này. Những cái ten này các bác thích thì bác để, còn không về bác vệ sinh cái này. Đây, cạo cái này hết xanh luôn, lại ra đồng vàng luôn. 800k, thuận buồm xuôi gió. Chiều ngang là 20 này. Đây, bác là tuổi hổ đây. Trên cả một thỏi tiền vàng, cả thỏi vàng to này, vàng nhỏ này, dây tiền vàng này, rồi tất cả xung quanh. Tuổi hổ nhá. 800, tuổi hổ này. Đồng vàng hết đấy. Tuổi hổ này. À, tuổi khỉ này. Bác là tuổi khỉ đây, tuổi khỉ đây. Ý. Tuổi khỉ, ok chưa? Tuổi tuất này, tuổi tuất này, tuổi hợi, tuổi chó này. Tuổi chó này. Tuổi rắn này. Đấy, đều có tuổi thỏ thì vàng hết nhá, tuổi rắn này. Tuổi ngựa này. Nhờ. Tất cả trên thỏ thì vàng hết. Tuổi hợi này, tuổi lợn này. Đấy. Và tuổi dê nữa, đây. Tuổi dê nữa. Tuổi... Còn con kia là tuổi khỉ thì có rồi, không cần nữa. Dê nữa. Dê cho bác. Dê. Đấy. Mà là có nhu cầu thì liên hệ với anh Tuấn. Em là cứ muốn như thế cho nó nhanh, không có lòng vòng vo mất thời gian. Chào bác.